Quý vị và bà con đang theo dõi video clip của Hà Bưởi Ngon. Đây là Hà Bưởi Ngon đang xuất cây giống cho khách ở Vĩnh Phúc. Cây bưởi 1-2 năm tuổi. Cây bưởi 1-2 năm tuổi. Cây rất là to đẹp. Đây là những cây bưởi rất là đẹp, sạch bệnh mà Hà Bưởi Ngon xuất cây giống cho khách ở Vĩnh Phúc. Hôm nay là ngày 17 tháng 12 năm 2020. Khách lấy gồm 3 giống bưởi là bưởi Diễn Xịn, bưởi Đường Chín Sớm và bưởi Tam Hồng. Thì hiện tại đang bốc bưởi Diễn và bưởi Đường Chín Sớm. Quý vị bà con có thể liên hệ với Hà Bưởi Ngon qua số máy 0968129996, địa chỉ gần nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Trên mạng Zalo và Facebook là số điện thoại 0968129996 để được tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật và đăng ký mua cây giống chuẩn nhất. Do trực tiếp tay Hà Bưởi Ngon đi khai thác mắt ghép và sản xuất. Cây giống chỗ Hà Bưởi Ngon khác hẳn với cây giống ở những nơi khác là họ không trực tiếp đi lấy mắt ghép. Hoặc thậm chí là người ta mua đi bán lại chứ không phải trực tiếp sản xuất. Nên là nhiều bà con khi mua cây giống về đã bị nhầm lẫn chất lượng giống và cây giống. Có thể mua một giống nhưng mà đến khi được 3-4 giống. Đó là do người ta mua ở chỗ khác, người ta gom cây về nên là giống nó không cùng một loại.